Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Nghe Nhìn Việt Nam Gần đây thì ngoài bộ đôi Redmi K40 và Redmi K40 Pro thì những người dùng yêu thích thương hiệu Xiaomi còn rất chú ý đến một sản phẩm nữa đó chính là chiếc Xiaomi Mi 10S và hôm nay thì Mi 10S đã có mặt trên bàn của mình đây đầu tiên thì chúng ta sẽ đi xăm soi qua cái hộp của chiếc máy này với cái hộp của Mi 10S thì rõ ràng chúng ta sẽ biết rằng đây là một sản phẩm cao cấp bởi vì là những sản phẩm cao cấp của Xiaomi thì thường được đóng gói theo kiểu hộp trắng như thế này và nó có những cái dòng chữ rất đơn giản ở ngoài mặt hộp như này chứ nó không giống như những cái sản phẩm như là Redmi Note hay là những chữ Redmi K40 vừa ra mắt gần đây xung quanh thì sẽ chỉ có một vài cái thông tin cơ bản mà thôi và chúng ta sẽ đi ngay vào bên trong và với cái hộp mỏng như thế này thì chắc hẳn các bạn cũng đã đoán được điều gì xảy ra bên trong rồi đó chính là chúng ta sẽ chỉ có máy thôi và sẽ không hề có củ sạc hay cáp sạc gì cả đó và đây là hết rồi và với chiếc Mi 10S này thì Xiaomi cũng chạy theo cái mô hình đó chính là bảo vệ môi trường Vì vậy hãng đã cắt tất cả những phụ kiện như là sạc cáp đi và sẽ chỉ để lại máy Và ngoài ra thì các bạn vẫn sẽ có sách hướng dẫn sử dụng cũng như là một cái ốp lưng và đây là ốp lưng của chiếc Mi 10S như các bạn thấy thì nó cũng khá đơn giản thôi đây là loại ốp lưng mềm như thế này và nó có những đường vân ở đây giúp chúng ta có thể massage nó dễ hơn khi mà các bạn cầm máy ở phía dưới này thì chúng ta sẽ còn được tặng thêm một cái đầu chuyển từ đầu Beta C sang cổng 3.5mm vì chiếc máy này đã bị cắt đi cái cổng 3.5 rồi về thiết kế bên ngoài thì Nhìn trên hình các bạn cũng có thể thấy rõ được rằng chiếc Mi 10S này nó nhắm đến đối tượng nào Đây là một chiếc máy mà nhắm đến đối tượng người dùng cao cấp Vì vậy là cái thiết kế bên ngoài của nó nó toát lên được sự cao cấp Nó cao cấp hơn rất nhiều so với những chiếc Redmi K40 mà mình đã trên tay trong một vài ngày gần đây Thể hiện ở một số điểm, ví dụ như là màn hình cong Đó, như các bạn có thể thấy Màn hình cong này thì các bạn có thể vuốt chạm rất là sướng và cái khung viền này của máy thì cũng được làm bằng khung viền kim loại và nó là làm theo kiểu dạng hơi bóng bóng nhẹ một chút. Và khi mà các bạn nhìn vào đây thì nó thấy được cái màu đen nhìn rất sâu và sướng mắt. Ở phía mặt lưng này thì vẫn là mặt kính cao cấp. Tuy nhiên thì đây vẫn là mặt kính bóng vì vậy là nó sẽ hơi bị bẩn một chút khi các bạn cầm uh, mồ hôi dấu vân tay nó dính vào đây Ngoài ra thì các bạn có thể thấy rằng cụm camera này nó cao cấp hơn rất nhiều so với những chiếc Redmi K40 Cụm camera này là mình liên tưởng tới dòng Xiaomi Mi 10 Ultra Có thể gọi Mi 10S là con lai giữa Mi 10 Ultra và chiếc Redmi K40 Pro Đi sâu hơn vào chiếc Mi 10S này thì chúng ta sẽ có một cái màn hình Màn hình này thì vẫn chạy theo kiểu thiết kế màn hình đục lỗ với những cái viền xung quanh được tối ưu rất là nhiều mà màn hình này thì vẫn sử dụng cái mà tấm nền là AMOLED cong kích thước là 6.67 inch độ giải là Full HD cộng và độ sáng tối đa lên tới 1120 nits tuy nhiên thì cái màn hình này mình thấy rằng nó thua thiệt hơn một chút so với dòng Redmi K40 đó chính là nó chỉ có cái tần số quét là 90 hạt mà thôi các bạn sẽ không có một tần số quét cao là 120 hạt bù lại thì với cái chiếc Mi 11 s này thì các bạn sẽ có vân tay trong màn hình chứ không phải là vân tay ở phím nguồn giống những chiếc Redmi K40 chi tiết này thì có lẽ nhiều bạn thích và nhiều bạn thì sẽ cũng không thích. Với mình thì mình thích cái vân tay đặt trong màn hình hơn vì nó sẽ đem lại cái sự thuận tiện khi chúng ta cầm, chúng ta đã không cần phải với tay lên cái phím nguồn nữa và phím nguồn của chiếc Redmi K40 thì nó cũng khá nhỏ vì vậy cái tiết diện chạm thì nó cũng hơi bị khó chịu một chút mặc dù là mình đã thử nghiệm trên chiếc Redmi K40 rồi thì cái tốc độ nhận diện của nó cũng rất là nhanh nếu mà so sánh tốc độ nhận diện thì mình thấy rằng chiếc Redmi K40 còn nhanh hơn cả chiếc Mi 10S này tuy nhiên thì mình vẫn thích cái kiểu vân tay cho màn hình hơn Ngoài ra thì với chiếc Mi 10S này thì nó được nhắm đến phân khúc cao cấp vì vậy là nó sẽ cũng không có cái cổng âm thanh 3.5 giống như những dòng Redmi Note. Về mặt hiệu năng thì với chiếc Mi 10S này chúng ta đã được trang bị con chip là Snapdragon 870 nó được nâng cấp từ con chip Snapdragon 865 trước đó Trong khi đó thì nếu các bạn lựa chọn sang chiếc Redmi K40 Pro thì nó sẽ có con chip là Snapdragon 888 mạnh mẽ nhất Tuy nhiên thì với ở thời điểm này cái nhiệt độ của con chip Snapdragon 888 thì nó vẫn chưa được kiểm soát một cách tối ưu Vì vậy là mình thấy rằng chip Snapdragon 870 mới là con chip đáng lựa chọn trong thời điểm này Nó sẽ cân bằng tất cả từ về hiệu năng cho đến nhiệt độ cũng như là cái tối ưu cho máy về dung lượng pin thì chiếc Xiaomi Mi 10S này có viên pin là 4780 mAh và nó lớn hơn một chút so với K40 Pro và có hỗ trợ sạc nhanh 33W tương tự với K40 Pro. Tuy nhiên thì nó nhỉnh hơn K40 Pro ở điểm đó chính là nó có hỗ trợ cả sạc nhanh không dây và sạc ngược không dây. Để bật tính năng sạc ngược không dây này thì các bạn có thể truy cập cái phần uh, kim tắt ở đây và vuốt sang tìm đến cái phần reverse wireless charging. Đó như vậy là máy đã có thể kích hoạt được cái tính năng là sạc ngược không dây với công suất là 10W rồi. Còn với chiếc K40 thì các bạn sẽ không có hai tính năng cao cấp này. Và một điểm thể hiện rất tốt nữa đó chính là chiếc Mi 10S này nó cao cấp hơn rất nhiều so với chiếc Redmi K40, đó chính là nó được hỗ trợ loa ngoài stereo kép được tinh chỉnh bởi Harman Kardon. Đó, logo của Harman Kardon sẽ được đính luôn ở cái phía phần cạnh trên như thế này. Ngoài ra thì chiếc máy này cũng được chứng nhận chuẩn Hi-Res để đảm bảo có chất lượng phát nhạc chất lượng cao tốt nhất. Về hệ thống camera thì chiếc Mi 10S này hỗ trợ cảm biến chính là 108 MP, có nghĩa là nó tương đương với chiếc Redmi Note 10 Pro vừa ra mắt và nó nhỉnh hơn so với dòng Redmi K40 chỉ có cảm biến chính là 64 MP thôi. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái cảm biến selfie này là 20 MP nữa. Tiểu chung lại thì khi các bạn lựa chọn chiếc Redmi K40 series có nghĩa là các bạn đã quan tâm rất nhiều về phần cấu hình của nó rồi bởi vì đây là một chiếc máy có cấu hình rất là sôi thịt dành cho những ai mà thích kiểu cấu hình nó phải cao cấp nhất thời điểm hiện tại. Tuy nhiên thì nếu các bạn lựa chọn sang chiếc Mi 10S này thì các bạn sẽ có được những điểm ví dụ như là máy sẽ là một thiết kế cao cấp hơn rất nhiều. Những cái tính năng trang bị vào đây đều là những tính năng cao cấp nhất, chỉ trừ là nó sẽ không có con chip cao cấp nhất là sắp gần 88 mà thôi. Còn tất cả những tính năng còn lại nó đều là một chiếc smartphone thể hiện sự cao cấp hơn rất nhiều so với chiếc Redmi K40. Nếu là bạn thì bạn sẽ lựa chọn chiếc Xiaomi Mi 10S này hay là lựa chọn chiếc Redmi K40 Pro hay là K40 thì các bạn có comment ở phía bên dưới nhá. Minh Hải Xuân Nhân xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam.